tài về sao vú. Thì cái học, học vú thì nói chung là học tiếng thì không đủ nói được cái gì hết, thành ra là các bạn học rồi xong rồi các bạn muốn đi thực tập thêm hoặc là các bạn có thể hỏi gì á thì sau này hỏi tiếp. Trong quá trình mình làm việc chắc chắn của các bạn, có nhiều bạn cũng đã làm rồi nhưng mà có điều là mình chưa có lấy cái chứng chỉ thôi ha. Thì cái bài vú thì rất là dài nhưng mà cái thời hạn thì có 1 tiếng hoặc đi 2 tiếng đồng hồ thì chỉ giới hạn ngắn gọn thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ tự tìm hiểu thêm thôi, chứ nhiều đề thì không đủ nói được gì cái chuyện xem vú có chút xíu thôi. Thì học cái này thì hơi khó cái là không có tương tác được nhiều, chứ đúng ra tôi dạy thì tôi hay tương tác, tôi hỏi các bạn, nhưng mà dạy thì cũng khó ha. Về nội dung thì cũng 6 phần, thì mục tiêu của bài này á là xin lỗi alo, chị đang dạy điều gì? Nói đi. Nói cổ vô ngồi đợi chút xíu đi, cho cổ vô phòng nè, cho chủ vô phòng nằm nghỉ ngơi chút xíu đi. Chị đang dạy cho cũng phải 1 tiếng sao cổ xuống được. 1 tiếng sao chị mới xuống được. Thì kể ra được 7 chỉ định siêu âm vú, hiểu rõ kỹ thuật siêu âm vú và nắm vững các cấu trúc vú trên siêu âm. Thì như chúng ta đã biết đó, thì từ năm 1950, hai tác giả Wade và Reed của người Mỹ đã đầu tiên xem vú cái đầu dò lúc 1,5 MHz, cái tần số rất là thấp, bởi vậy cái đầu dò với cái máy xem nó rất là lớn, nó bằng cái căn nhà cũng phải là kích thước phải 44 m² luôn. Sau đó tới năm 1980 thì người ta mới phát minh ra cái đầu dò với đầu độ ly giải cao 7,5 13 MHz, và như vậy á thì xem vú người ta phù hợp với cái đầu dò trên 7,5. Thì khi các bạn mà muốn mua đầu dò để xem vú á, các bạn phải lấy cái độ ly giải trung bình của nó phải là 7,5 thì chúng ta mới xem vú được. Còn với những cái đầu dò mà đầu dò bụng thông thường mà chúng ta mở cái zoom cho nó rộng ra, tăng cái gen lên hay tăng cái độ lợi lên hay là tăng mấy cái tần số lên thì nó cũng không đủ cái mức độ là 7,5, thành ra đầu dò vú phải đầu dò linear ha. Và xem vú thì nó hỗ trợ rất quan trọng trong những ảnh trong tầm soát ung thư vú, giúp phát hiện các bệnh lý của vú. Các chỉ định siêu âm vú thì theo các bạn thì có mấy cái chỉ định nào siêu âm vú, có ai có trả lời dùng được không ạ? Học cái này khó tương tác quá, thôi vậy thôi tôi nói luôn ha, tại vì cái này cũng học online rất khó. Thì bao gồm các chỉ định, thứ nhất đó là kết hợp khám lâm sàng nhũ ảnh chẩn đoán bệnh lý của vú, và siêu âm nó hỗ trợ nhũ ảnh trong tầm soát ung thư vú. Nó bao gồm có là trong trường hợp mà những tổn thương không thấy rõ bản chất trên nhũ ảnh thì siêu âm nó có thể đánh giá được, hoặc là trên phụ nữ mà mô vú dày, đó là cái nhược điểm của nhũ ảnh. Nhược điểm nhũ ảnh này nó phát hiện trong trường hợp mà mô vú hả đậm độ sợi lan tỏa, hoặc là nhất là hình ảnh phá hóa mỡ thì là nhũ ảnh rất là có giá trị. Nhưng trong trường hợp mô vú dày đặc một tuyến rất là nhiều thì nhũ ảnh nó sẽ có những trường hợp là âm tính giả hoặc dương tính giả quá nhiều. Đặc biệt ở phụ nữ trẻ mang thai nam giới thì không thể mà chúng ta chụp nhũ ảnh hơi là khó khăn, và nó chống chỉ định cho phụ nữ mang thai tại vì ảnh hưởng các TX. Và trong trường hợp mà chỉ định siêu âm vú trong trường hợp bệnh nhân bị nhiễm trùng vú hoặc là chúng ta theo dõi hậu phẫu mổ vú như là máu tụ tụ dịch khối u tái phát ung thư vú, và siêu âm vú nó còn giúp hướng dẫn để chụp hút tế bào vú nè, sinh thiết và định vị dưới phẫu thuật. Ưu điểm của siêu âm vú là gì? Thì nó là một kỹ thuật không xâm lấn nè, nó không giống như là không có làm gì hết trơn, không có đâm kim, không có, là bệnh nhân không đau không cảm giác gì hết ha. Nó không nhiễm xạ, nó khác với lại nhũ ảnh hay là, và nó có dùng được cho phụ nữ có thai, trẻ em, giá thành rất là rẻ. Nó cho hình ảnh tức thì quan sát toàn bộ vú với chi tiết cấu trúc giải phẫu vú và phân biệt rõ nang mà có mờ trên nhũ ảnh. Và nó còn giúp định vị sinh thiết vú dễ dàng, ở trong nhũ ảnh cũng định vị được nhưng mà rất là khó và phải trình độ phải cao mới làm được. Còn dưới siêu âm thì khi các bạn làm thời gian lâu thì các bạn 1 năm thì các bạn có thể biết để định vị dưới siêu âm được. Đây là ưu điểm, đây là hình ảnh chúng ta thấy trên nhũ ảnh, chúng ta thấy có một hình ảnh mà có mờ tròn ha, hình bầu dục giống hình giống như là một cái trứng hồng dịch vậy đó.
chúng ta nhìn tôi biết là một khối u mà không biết là u đặc hay là một cái đan, thì chúng ta siêu âm chúng ta thấy nó là một phản âm trống nè ha, đó là hình ảnh của hình ảnh nang. Rồi ưu điểm của nó là nó hướng dẫn cho khúc trước dưới siêu âm, chúng ta thấy một cái nang, ta đâm cái kim vô là đây là một ống chích bình thường các bạn, và cái dụng cụ để hỗ trợ cái ống chích đó để chúng ta cầm nó nhẹ nhàng hơn, đặt cái kim vô dưới hướng dẫn của siêu âm và chúng ta hút cái dịch ra, chúng ta làm xét nghiệm phết tế bào hoặc là một dụng cụ nữa, cái này là cái súng co biopsy hay là súng chích lõi đó, thì chúng ta cũng làm dưới hướng dẫn của siêu âm chứ không làm mò. Bây giờ là cái khối u này và cái kim của chúng ta đây cầm vô khối u ha, và muốn lấy thủng thịt đi xét nghiệm, nên đúng đó là nó là giả phẫu bệnh. Nhưng nhược điểm của nó thì nó tùy thuộc vào trình độ kinh nghiệm người đọc, ví dụ máy rõ cách mấy, nhưng mà cái trình độ kinh nghiệm người đọc chưa có thì nhiều khi những khối mỡ mà chúng ta cũng thể nghi ngờ là khối u chẳng hạn, và chất lượng máy nữa các bạn, và nó giới hạn ở người phụ nữ béo phì cạn vú mỡ, thì đối với vú mà mỡ thoái mỡ thì nhũ ảnh rất là có vai trò rất quan trọng à. Nhưng mà đối với siêu âm thì vú mỡ là dở và nó giới hạn phụ nữ tiền mãn kinh, đây chúng ta thấy kỹ thuật xoăn vú với chúng ta dùng đầu giờ 50 7.5 MHz, chúng ta thấy khối mờ ha, cái khối echo trống rất là rõ ràng, nhưng qua chúng ta dùng 50 MHz thì cái khối nhỏ xíu nó bờ kia nó có rõ, hoặc là khi xâm vú chúng ta phải chỉnh sáng cho nó phù hợp, nếu như mà sáng quá thì cũng được mà tối quá cũng được, và chỉnh gen cũng phù hợp luôn để nó thấy rõ được giữa các mô đó, nếu chúng ta làm phù hợp đó, chúng ta thấy được cái mô mô giữa mô tuyến nè, rồi mà ống tuyến đeo ống chấm 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 này là ống tuyến phú ha, đó đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy, nếu mà chúng ta chỉnh được gen không phù hợp thì rất là khó khăn. Như vậy cái tuột xương phú như thế nào thì bệnh nhân bắt buộc phải nằm ngửa rồi đó, hai tay chúng ta cho bệnh nhân nằm thoải mái để trên đầu các bạn ha, và siêu âm thấp vú và đầu giờ lúc nào cũng phải vuông góc lúc nhẹ trên mặt da, có thể chúng ta siêu âm tùy theo trường phái chúng ta, chúng ta đi từ trên đi xuống dưới lên trên xuống dưới lên đi theo hình dọc, hoặc là chúng ta có thể đi hình ngang như cái hình bên đây, từ trong ra ngoài từ ngoài vô trong và chúng ta đi theo hình nang hoa từ núm vú đi xéo lên trên giống như cái tia thắng vậy đó ha. Và chúng ta cũng không quên là chúng ta coi cái đầu giò của siêu âm vùng hố nách đây và vùng núm vú á, thì chúng ta phải đi cái đầu giò nó tiếp tuyến như vậy chứ không phải được vuông góc, thì nó chút chút tôi sẽ chỉ các bạn tại sao. Thì kinh nghiệm của tôi á là tôi đi đầu giò lúc nào tôi đi ngang từ ngoài vô trong, ra ngoài, sau đó tôi đang chặt lại như vậy là tôi tránh mỏ sót tổn thương cho chắc ăn, mặc dù tôi làm cũng lâu năm rồi đó, mấy chục năm rồi đó, nhưng mà tôi vẫn đi hai cái đường, đi hết đi ngang hết vòng cái vú rồi quay lại đi dọc một lần nữa, cái như vậy mình đi từ 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 hai lần. Đây ở vùng sau vùng vú tại sao chúng ta phải đi đầu giò tiếp tuyến, tại vùng sau vùng vú á cái mô cái quần núm vú cái da nó rất là dày và cả ống tuyến vú rất là nhiều, chúng ta phải để đầu giò tiếp tuyến chết và hướng tâm như thế này thì chúng ta sẽ thấy được mấy tổn thương bên dưới. Nếu chúng ta để đầu giò vuông góc như thế này thì chúng ta sẽ rất bất lợi. Đây ví dụ đây là cái vùng quần núm vú, nếu chúng ta đầu giò vuông góc thì đó cho quần nó cú là mô nó dày, chúng ta đè lên thì cái sóng âm nó không qua được, nó bị cản âm rất là nhiều, do đó những cái tổn thương mà phía sau quần nó cú chúng ta sẽ không thấy, chúng ta thấy một cái màu nó bằng bóng lưng rất là nhiều ha, mình đánh trong cái bằng giống như là có kết tổn thương ung thư chẳng hạn. Nhưng mà nếu chúng ta để cái đầu giò nước nhẹ vuông góc như thế này, chúng ta có thể thấy được những cái nang nhỏ xíu chẳng hạn ở phía sau, hoặc là và thấy những mô vùng sâu nó cú còn mấy là chúng ta sẽ bỏ sót tổn thương. Như vậy tôi nhắc lại cái dùng giải phẫu vú thì chúng ta biết rồi, vú bề ngoài nó giới hạn là ở trong á, là xương ức, bề ngoài là đường đánh trước, nó đi từ xương sườn số 2 tới xương sườn số 6 và nó che bởi da mỡ dưới da và che bởi các dây chằng Cooper, đây là mô tuyến vú. Các dây chằng Cooper là những dây chằng mà nó keo da, mô tuyến vú vào dưới da và mô tuyến vú vào lớp cơ ngực. Chúng ta đi nhắc lại cái này để khi mà chúng ta đi hình ảnh giải phẫu học của vú qua trên hình ảnh siêu âm nó cũng giống như vậy luôn.
không có nhiều lớp. Và trong vú có ba mô chính là mô mỡ, đây đây là mô mỡ trước tuyến vú ha, và mô tuyến vú và mô liên kết. Và ba mô chính đó nó tạo thành năm lớp. Thứ nhất là lớp da, lớp thứ hai là lớp mỡ dưới da, lớp thứ ba là các lớp dây chằng, dây chằng copper, lớp thứ tư là mô tuyến vú, lớp thứ năm là lớp mỡ sau tuyến. Ở người này là người trẻ không có lớp mỡ, còn như người lớn tuổi ở sau vùng tuyến vú là có một khoảng mỡ ở đây. Mỗi vú như vậy có 15 tới 20 cái thùy, và mỗi thùy có 38 tới 20 cái thùy. Đây là hình ảnh của ống tuyến vú, thì cái này là hình ảnh của giải phẫu giải bệnh thôi. Đây chúng ta nhìn lại ha, nhắc lại vú nè, da nè ha, lớp mỡ dưới da, các lớp dây chằng, đây là hình ảnh của ống tuyến vú ở vùng quần vung vú á. Ống tuyến vú nó giãn to lên thành cái xoang sữa, và sau nó chia phân nhánh ra các ống thùy, ống tiểu thùy, ống phân thùy nhỏ. Và lớp mỡ, đây là vùng này là vùng mô tuyến vú, mà lớp mỡ sau mô tuyến vú tương ứng ở trên xoang, lớp da, đây là lớp trên cùng hết. Kế đến là lớp mỡ dưới da, kế đến là lớp dây chằng. Chúng ta thấy có những dải dây chằng nè ha. Đó, cái màu nó kêu bằng phản âm dày. Là lớp một tuyến, một tuyến á, chúng ta thấy giống như phản âm dày. Mỡ thì là phản âm kém, nhưng mà trong lớp tuyến chúng ta nhìn chúng ta thấy có những cái lỗ nhỏ nhỏ, đó là cái ống dẫn sữa hay là ống tuyến vú đó. Và đây là lớp mỡ sau tuyến vú ha. Và lớp cân, lớp cân cơ ngực, cơ ngực. Và chúng ta thấy cái vùng này là xương sườn các bạn ha, các xương sườn và cái bóng lưng phía sau xương sườn. Như vậy người ta nói vậy, như vậy là cái tổn thương vú thì nó khó chịu hơn. Khi chúng tôi làm vừa xem sản phụ khoa, xem thai, xem phụ khoa và xem vú, thì tôi thấy rằng cái xem vú nó khó hơn cái xem phụ khoa. Tại phụ khoa vô chúng ta nhìn thấy là có cái khối tử cung liền, hình dạng tử cung được kính trước sau, lòng tử cung cái gì chúng ta nhìn rất là rõ ràng, tại nó thành cái khối rất là rõ ràng. Hoặc là buồng trứng, nhìn rồi là chúng ta biết buồng trứng bình thường hay bất thường. Nhưng mà vú nó càng làm thì càng thấy nó rất là dễ bỏ sót. Để đánh giá một cái phát hiện ra khối nang, khối u thì rất là dễ, nhưng mà để kết luận là cái đó là vú bình thường là khó. Vậy cái mô trong cấu trúc vú nó rất là, nó đang xen rất là nhiều thứ. Chẳng hạn như chúng ta không thể nào nói là cố định là màu gì kém, eco kém, eco sáng, eco dày gì là lành tính ác tính. Đây chúng ta thấy như là cái khối điển hình, chúng ta thấy chỗ này có vùng màu nang ha, thì nó là màu eco trống đó, thì bản chất chỗ này là lành tính. Nhưng mà xích qua một chút cái vùng ác tính của nó, cái than xám của nó, thì vừa ác tính và lành tính nó rất là đan xen nha. Còn các vùng dây chằng copper, những phản ánh cái bằng phản ánh một tuyến dày, hoặc là vùng canxi, những vôi hóa thì nó trắng thì là lành tính. Chúng ta sẽ xem tiếp. Mình sẽ nhắc lại về cái da. Thì da thì nó thấy nó là hai cái đường thẳng số 5 và nằm song song với nhau. Các bạn thấy giữa hai lần này nè, có một lớp màu đen chính giữa nè ha. Đó là lớp da, trung bình nó da dày 2 mm. Và da thế dày bình thường là dưới 3 mm. Trong vùng vùng vú á thì da có thể dày từ 3 tới 5 mm. Ở những người mà cho con bú á, da còn dày hơn 5 mm. Có những người mà lúc quá trình mang thai cái quần vú nó tăng sinh rất là nhiều, dù cái da dày nó 7 mm luôn, nhưng cũng là bình thường. Lớp mỡ dưới da là vùng phản âm kém đó. Da lớp mỡ dưới da những phần kém có các dải dây chằng li chân copper trong đây các bạn đó, nó là dây chằng li chân copper đây ha. Và nó cũng thay đổi theo tuổi, ở người trẻ thì không có mỡ, nhưng mà người lớn tuổi thì da có mỡ. Và dây chằng li chân copper đây chúng ta thấy ở người trẻ dây chằng nó đứng hẳn lên, nó treo cái vú một tuyến vú lên dưới da đó, như là những dải dây chằng li chân copper. Đây là mô tuyến vú. Và khi một người lớn tuổi thì mô tuyến vú nó thoái hóa mỡ hết toàn bộ, nó không thành khối như thế này nữa mà nó thoái hóa mỡ hết luôn. Chúng ta thấy dây chằng còn lại hoặc là mô tuyến vú thoái hóa sợi đó, những dải dây chằng như thế này. Và chúng ta cũng nhớ là
ở sau dây chằng là sao, dây chằng là mô nó là nằm dày, thành ra nhiều khi nó cản âm, thành ra phía sau nó thấy tạo những bóng lưng bé bé như thế này, đó là bình thường ha. Và lúc mô tuyến thì mô tuyến cũng thay đổi rất nhiều theo tuổi, ở người trẻ thì mô tuyến rất là dày, càng già càng lớn tuổi mô tuyến thoái hóa mỡ, thoái hóa sợi chẳng hạn, mà chúng ta thấy hình mô tuyến vú đây đó là khoảng năm dày, nó là một cái mức độ trung gian giữa lớp mỡ và lớp tân cơ ngực, tức là nó phản âm này nó không có bằng được giải của lớp tân cơ hoặc là các lớp dây chằng trong một tiếng, chúng ta thấy có những lỗ nhỏ ha, và chúng ta phóng to hình lên chúng ta thấy đây thì ống tuyến vú đây, cái lỗ ống tuyến vú được cắt ngang đi hình dọc của nó đây đó, đây là ống tuyến vú cắt ngang hình dọc của này nè, có những lỗ nhỏ là tuyến vú. Lớp mỡ sau tuyến, lớp mỡ sau tuyến này thì càng lớn tuổi thì lớp mỡ sau tuyến càng nhiều, hoặc là những người càng mập quá thì lớp mỡ càng nhiều hơn. Thì cơ ngực nó là những cái dải phản âm kém, chúng ta thấy rất là rõ, nó thành những thớ cơ các bạn, nó nằm song song ở mặt sau và nó có lớp cân mỏng nó bao bọc cái mô tuyến vú. Về xương sườn thì chúng ta biết là cái sụn xương sườn của phía trước á, cái sụn xương sườn này á thì nó làm những khối phản âm kém, thành ra hồi lâu hồi xưa có nhiều khi các bạn mà mới bắt đầu siêu âm á thì thấy những xương sườn tưởng là khối u, gỡ vô mình dùng dương để chọc út cái bà, mà không phải ha, là sụn xương sườn. Tại sao? Khi mà là sụn xương sườn mà những người còn trẻ nó chưa có oi hóa nhiều và trong bên trong nó có nước nhiều các bạn, thành ra chúng ta thấy nó là một phản âm kém, chúng ta giống như những khối u sợi chẳng hạn đó. Nhưng mà khi mà lớn tuổi và những cái đây là cái mảng này chúng ta thấy khi mà những người lớn tuổi bắt đầu nó vôi hóa trong đồng nhiều thì nó sẽ nó không có màu cô kém trong vậy nữa mà nó thay thay đổi. Đây là chúng ta thấy đây là cái xương sườn ha, là một cái khối chúng ta thấy là một phản âm sáng ha, sau đó có bóng lưng, tại vì sóng âm không qua được những cái vùng của phản âm sáng, cái xương sườn nó dày quá mà. Và chúng ta siêu âm đây là hình ảnh tĩnh nhưng mà hình ảnh động, chúng ta siêu âm chúng ta thấy sau lớp này thấy cái phổi á, nhấp nhô nó do nó trao đảo khí và các dạng mô tuyến vú ở nơi em bé. Đây một bé gái đối với chúng ta thì vú bên tay phải thì chưa thấy vú đâu trời, chúng ta thấy gì, chúng ta thấy lớp da, lớp cân cơ ngực và dải cân cơ ngực, ở đây là màng phổi dưới đây là phổi, và vú bên tay trái chúng ta thấy da, chúng ta thấy khối nhỏ xíu đây là một khối phản âm kém, kích thước này là 8 8 mm, 8 nhân 6 mm. Đây, bé gái này á là đến mẹ bé gái đến là nói là có khối u vú. Và một bác sĩ khám thì nói là có u vú thì đề nghị cắt cái vú, cắt khối u này đi. Và bác sĩ khác á thì nói là u lành tính để theo dõi. Thế là bệnh nhân mới dẫn mẹ bệnh nhân mới dẫn em bé đến bệnh viện Hùng Vương. Bệnh Vương để khám coi là cái gì, thì mình giải thích cho mình nghe cái này là cái chòi vú, tức là cái mầm vú chẳng hạn, là những hình ảnh mà dân gian kêu bằng cái tràm, thì các bạn nào dưới miền Tây với cái tràm, với cái tràm thì nó nhỏ nó giống như cái quần cờ tướng vậy đó mà dẹp dẹp á, thì khi mà em bé gái nó dậy thì các bạn thì vú không bao giờ hai cái mầm vú, hai cái chòi vú này mọc cùng lúc với nhau, một cái đã xuất hiện trước cái kia 6 tháng tới 1 năm. Và chúng ta có thể tiên đoán cho bệnh nhân khi mà vú nó dậy thì như vậy, bắt đầu có cái mầm vú như này hai bên thì 2 năm sau em bé sẽ có kinh, đó là cái quy trình của phát triển của quan sinh dục nữ là như vậy ha. Và bé gái đó cũng bé gái đó và một bé gái khác, một cái bé gái khác là đến 10 tuổi thì chúng ta thấy ở dưới ở đây chúng ta thấy chỉ có gì, da lớp cân cơ ngực mà xuất hiện một cái khối chòi vú đây thôi ha, cái dải cân cơ ngực này nó cũng chưa có vú, nó chỉ là cái chòi thôi, nó xíu thôi. Và sau đó thì có người trẻ cô này là 27 tuổi, 24 tuổi nè, còn độc thân, chúng ta thấy cũng vậy, thấy già thôi hoàn toàn nên mở giúp da ha, có người trẻ không có thể mở các bạn, chỉ có một tuyến là một tuyến thôi này, lớp cân mỏng nè nó bọc có một tuyến vú, đây là một tuyến vú, chúng ta thấy nó phản âm kém, có những khối phản âm trống nó xíu bên trong là ống tuyến vú, đây là mặt ảnh cắt ngang cũng vẫn ống tuyến vú, đây là ống tuyến vú giải sự dọc đây ha các bạn.
rồi, và nó cũng thay đổi là lớn hơn tuổi hơn chút thì bắt đầu có mỡ trước túy ha. Và ở người tiền mãn kinh, mãn kinh là những hình ảnh mà rất là khó thấy, hình ảnh nó đa dạng không đồng nhất, và môn tuyến vú nó sẽ thoái hóa mỡ nhiều hoặc là thoái hóa sợi. Và ở giai đoạn tuổi này thì các bạn siêu âm các bạn nhớ cân nhắc kỹ, suy cho kỹ, rất là dễ bỏ sót tổn thương tại hình ảnh nó thay đổi rất là nhiều. Chúng ta xem xét lại hình ảnh môn tuyến vú ở người 35 tuổi có hai con. Đây chúng ta thấy là da lớp mỡ dưới da phía trước là mỡ trước tuyến ha, mô tuyến lớp mỡ sau tuyến có một chút, và khi lớn hơn thì lớp mỡ này lại nhiều hơn đó, lớp mỡ càng ngày càng dày. Và khi người cô này lớn hơn nữa, một người lớn tuổi nữa, thì mô tuyến chúng ta hoàn toàn không thấy, nó còn chút xíu này thôi ha, toàn bộ là thoái hóa mỡ hết hoặc là thoái hóa sợi. Ngày xưa là người ta dùng dụng từ là spaghetti, tức là giống như cái cọng này nè, mô tuyến nó thoái hóa sợi hoặc là những dải dây chằng lên gấp bơ, ngày xưa nó thẳng đứng ở trên, nó giữ cho cái vú nó căng đẹp, sau đó nó xẹp xuống thành những cái liều, nó nằm xẹp xuống như thế này đó, những dải dây chằng như thế này đó, đánh cho bằng sợi spaghetti là chú đã thoái hóa trơn rồi ha. Đây ở phụ nữ mãn kinh, tại sao ở phụ nữ mãn kinh rất khó để có thể bỏ sót tổn thương, và như vậy chúng ta nhũ ảnh là rất là quan trọng. Tình hình ảnh này chúng ta thấy có một vùng nhỏ xíu này, cái cô kém không, nói chung có gì điển hình trơn, một cái nang nhỏ vùng này không cần thiết. Chúng ta đánh giá đây, nếu mà siêu âm thông á, thì chúng ta sẽ nói là cái nang lành tính thôi, nhưng mà khi chúng ta đem chụp nhũ ảnh chúng ta đã thấy chính cái khối này, chúng ta đã thấy có những đám chấm nhỏ, người ta gọi là vi môi hóa nhỏ nhỏ nhỏ, mà vi hóa này là mật độ nó không đều, có những cái sợi vi hóa dài đây là nhóm 4 nè, nghi ngờ ác tính. Hoặc là trên ảnh siêu âm chúng ta chỉ thấy là vú đã thoái hóa mỡ giống như hình hồi nãy, nhưng mà khi chúng ta đem cho chụp nhũ ảnh chúng ta thấy có vùng nhỏ xíu đây có vôi hóa, và chúng ta chụp phóng đại ra thì thấy là những vôi hóa đây, những vôi hóa tròn to là nhiễm ba ha. Ở phụ nữ cho phong vú thì một tuyến vú nó tăng sinh rất là nhiều các bạn ha, nó tăng sinh rất là nhiều, ống tuyến vú thì nó giãn rộng cái 3-4 mm ở vùng quần vú chẳng hạn. Và người nam thì sao, ung thư vú có nam các bạn có đó, tỷ lệ ung thư vú của nam là 1%, tức là 100 người ở nước ngoài ta thấy thì có một ở nam bị ung thư vú cũng có, nhưng mà người nam cũng y chang như ở nữ, ở nam thì sao không thấy gì hết, đâu có nấm vú đâu, chỉ có nấm vú thôi, quần vú thôi, chẳng có một tí bên dưới. Đây lớp da chúng ta thấy giải liền lớp cân, đây là cân cơ ngực lớn các bạn, cơ ngực bé nằm đây ha, dưới đây á, là màng phổi rồi, rồi phổi rồi, nhưng mà năm trẻ còn năm lớn tuổi nào lớp da lớp mỡ dưới da rất là nhiều luôn à, không có một tí, chỉ có cân thôi. Đây người 40 tuổi thì sao, thấy chúng ta thấy cái vú cũng có đó, nhưng mà thực ra là toàn mỡ không, ở nam không có mô tuyến nha các bạn, cho dù chúng ta đi đặt túi ngực thì chỉ là đặt túi silicone thôi, chứ hoàn toàn ở nam không có mô tuyến ha. Chúng ta thấy nam mà vú to to toàn là mỡ không. Và kết luận thì siêu âm đóng vai trò rất là quan trọng cho chẩn đoán bệnh lý của vú, do đó cần phải khảo sát đầy đủ các cấu trúc của vú và các dạng vú thay đổi theo tuổi, bà ra bao nhiêu con ha. Phần trình bày là xong rồi, các bạn có ai có hỏi gì không ạ? Thì không, các bạn có ai có hỏi gì không các bạn? Đây chúng ta nhắc lại ha, về cấu trúc giả phẫu vú, lớp da, lớp mỡ dưới da nè, mô tuyến nè, các giải mô liên kết nè, rồi đây chúng ta coi lại hình ảnh nè đó ha. Và lại gì các bạn, da ha, lớp mỡ dưới da, mô tuyến vú, lớp mỡ sau tuyến vú ha, tương tự giống vậy. Cái này là cái khối này là cái dây chằng được đi ra cấp bơ nha, đây là cái dây thì bảy chỉ định xoăn vú là gì các bạn, là kết hợp khám lâm sàng, nhũ ảnh chẩn đoán bệnh lý tuyến vú và hỗ trợ nhũ ảnh trong tầm soát ung thư vú, ở trong trường hợp mà nhất là trong trường hợp là có tổn thương không rõ bản chất trên nhũ ảnh hoặc là mô vú quá dày, và ở phụ nữ trẻ mang thai nam giới hoặc là bệnh lý nhiễm trùng vú, chúng ta có thể theo dõi chọc hút tế bào giải tụ dịch chẳng hạn, hoặc là theo dõi trường hợp mà hậu phẫu ung thư vú. Và siêu âm vú rất là quan trọng trong hướng dẫn để chọc hút tế bào sinh thiết vú định vị ở trước phẫu thuật. Các bạn có ai hỏi gì không các bạn? Không ai trả lời hết. Ai hỏi gì không?
Các bạn ai hỏi gì không? Bạn ơi, không hỏi thuộc dạy thêm bài thứ hai nữa ha. Rồi sau đó các bạn có hỏi thì các bạn có thể ở qua trung tâm cũng được hoặc nhắn tin cũng được tùy theo nha. Ai hỏi giùm các bạn. À, có một bạn hỏi là hình ảnh sơm khi gặp tuyến vú phụ, thì tuyến vú phụ chúng ta siêu âm chúng ta thấy là chúng ta thấy ở vùng nách, thì hình ảnh siêu âm y chang vậy luôn, nó cũng có một tuyến luôn các bạn. Đây cho cái hình, cái một hình na ná. Đây ví dụ như ở vùng vùng nách chẳng hạn, thì á, nhiều khi chúng ta chỉ thấy được lớp da, lớp mỡ dưới da giống như một tuyến đàn ông chẳng hạn. Nếu như một nách bình thường, một cái nách bình thường thì chúng ta thấy kiếm cái vú đàn ông coi đây ha. Ở vùng nách bình thường, không phải đây, ở vùng nách bình thường đây là cái vùng á, chúng tôi đi gần nách bình thường ở đây nè, đây là dải cơ ngực lớn, cơ ngực bé đó. Chúng ta xem cái vùng nách bình thường giống như ở đây thôi, chúng ta chỉ thấy dưới đây sẽ có các mạch máu, chỉ lớp da thôi và một chút xíu lớp mỡ dưới da, ngoài ra không có lớp cân cũng thấy gì hết trơn á. Đó, lớp giải cân, giải cân của cách giải cân đây là vùng nách này nè, nằm đây nè, giải cân của cơ ngực lớn đây các bạn, giải cân cơ ngực bé đây và dưới đây các mạch máu ha. Nếu như mà có mô tuyến vú phụ thì sao? Nếu vú phụ thì sẽ chúng ta thấy hình ảnh một tuyến ở vùng đó y chang vậy luôn, để cho thì chúng ta sẽ thấy kẹp cái vùng đó, nó phải có hình ảnh của một tuyến thôi. Đây chẳng hạn, nó sẽ có một chút xíu một tuyến, chúng ta sẽ thấy trong cái đám đó có những chấm chấm, những thối nè, một tuyến nó khác chỗ là nó khoảng khoảng âm đó dày này, chúng ta sẽ thấy con ống tuyến vú, những cái lỗ nhỏ 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 như thế này ha. Rồi còn bạn nào hỏi gì nữa không? Các bạn hỏi trực tiếp, các bạn có thể nhắn tin để tôi biết, tôi trả lời các bạn. Không có thì chúng ta qua bài thứ hai các bạn ha.